Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like, đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Tiếp tục cập nhật thông tin nàng gà con của ca sĩ Phi Nhung. Vào chiều hôm nay thì Tuyết Nhung cùng với Yuno đã có một buổi live stream trò chuyện cùng với tất cả khán thính giả. Trong buổi live stream thì Yuno và Tuyết Nhung đã hát tặng khán giả một số ca khúc. Đặc biệt thì Tuyết Nhung, tình hình sức khỏe của Tuyết Nhung cũng còn đang bị viêm họng nên em ấy cũng không thể hát nhiều. Cho thấy với những cái sự nỗ lực của bản thân thì đàn gà con luôn được mọi người ủng hộ và yêu mến. Đặc biệt trong cái buổi live stream thì Juno đã hát khá nhiều để tặng với tất cả khán giả luôn yêu mến và ủng hộ đàn gà con. Đặc biệt hai bạn trẻ Tuyết Nhung và Juno cũng đã live stream bán vé cho cái live show vào ngày 31 tháng 8 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Giao. Trong cái chương trình show Hương Tóc Mạ Non thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno cùng với ca sĩ Khánh Bình, MC dẫn chương trình đó là MC Diễm Quỳnh sẽ diễn ra tại phòng trà Đồng Giao. Vì vậy cái buổi live stream này hai bạn trẻ Juno, Tuyết Nhung cũng đã bán vé, giới thiệu về vé có hai loại vé. Đó là loại vé 1 triệu đồng và loại vé 800.000 đồng. Được rất là nhiều cô chú anh chị mua vé ủng hộ. Vì từ đây tới đó còn khoảng 1 tuần lễ nữa thì show diễn sẽ diễn ra. Hiện tại thì theo chia sẻ của Juno và Tuyết Nhung, Thiên Ngân không có mặt trong cái buổi live stream mà Thiên Ngân đi học tập lái xe. Lái xe ở đây là lái xe ô tô đó cả nhà. Như vậy cũng là một thông tin rất là vui vì Thiên Ngân cũng sắp sửa có một niềm vui, đó là có xe ô tô, phải không cả nhà? Đó, hiện tại thì Thiên Ngân đang đi học lái xe. Trong cái show vừa qua tại Hồ Mây, khu du lịch Vũng Tàu thì Thiên Ngân và Juno cũng đã song ca với nhau, đặc biệt là ca khúc Thương Lắm Mình Ơi thì cả hai thể hiện thì rất tuyệt vời, được mọi người rất là yêu mến cái ca khúc này. Vì vậy trong cái buổi live stream chiều nay thì Tuyết Nhung và Juno được rất là nhiều cô chú anh chị hỏi về việc không thấy Thiên Ngân. Thì Tuyết Nhung, Juno trả lời là Thiên Ngân đã đi học lái xe ô tô. Chúng ta thấy được tình hình sức khỏe của Tuyết Nhung cũng đã cải thiện chút ít, tuy nhiên vẫn còn ho rất là nhiều. Vì vậy những cái bài mà hát cao một chút thì Tuyết Nhung không thể gắng sức được. Vì gắng sức như vậy thì Tuyết Nhung sẽ bị ho. Thì vào cái show Đồng Giao mọi người cũng đang rất là chờ đợi vì thông tin show diễn của Tuyết Nhung cùng với bạn diễn của mình ở đó là Trường Sang ở show Hà Nội và Hạ Long cũng đã chính thức được Trường Sang thay mặt Tuyết Nhung thông báo là cái show này sẽ dời sang tháng 9 vì một lý do gì đó. Show này không thể thực hiện đúng như cái kế hoạch ban đầu, diễn ra vào ngày 25, 26 tháng 8 sắp tới đây và sẽ được dời sang tháng 9. Nhưng chưa có lịch giờ diễn cụ thể. Vì vậy hiện tại khán giả cũng đang rất là chờ đón cái show tại phòng trà Đồng Giao sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 8.
của Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno cùng với ca sĩ Khánh Bình, MC dẫn chương trình đó là MC Diễm Quỳnh. Thì Tuyết Nhung cũng đã chia sẻ cuối tháng này các anh chị em lại có dịp gặp gỡ các khán giả gần xa rồi. Cả nhà đâu nhanh tay đặt vé để được chỗ ngồi ưng ý nhất nè. Đêm nhạc hôm 31 tháng 8 có nhiều sắc màu lạ lắm. Cả nhà ai không đi xem được thì tiếc hùi hụi luôn. Đặc biệt là cái chương trình này không có bán vé online. Và vé thì có hai loại, loại VIP 1 triệu và 800 nghìn đồng. Số điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt vé đó là 077-4429-298. Xin đọc lại số điện thoại hotline để đặt mua vé 077-4429-298. Và trong cái buổi livestream này thì Tuyết Nhung và Juno đã bán được rất là nhiều vé. Thì hai bạn cũng đã có cái buổi hát song ca với nhau rất là vui. Và Juno đã nói vui như thế này, đó là khi Thiên Ngân đi học lái xe thì ở nhà bị chị gái Tuyết Nhung cướp chồng, rất là vui phải không cả nhà? Vì Thiên Ngân, Juno được mọi người ủng hộ và cũng được xem là cặp người tình trên sân khấu và được mọi người đặt cho cái tên đó là cặp đôi áo màu vàng, được mọi người yêu mến và ủng hộ giống như cặp của Tuyết Nhung, Trường Sang, và được mọi người gọi là cặp đôi áo màu đỏ. Thì Tuyết Nhung cũng đã chia sẻ về tình hình mà em ấy sắp ra mắt, muốn ra mắt, phục vụ khán giả sản phẩm mới. Cụ thể thì Tuyết Nhung nói rằng muốn thu âm để ra sản phẩm mới tặng cả nhà nghe mà ho dây dẫn, ho hoài luôn á. Vì vậy việc bệnh tình của Tuyết Nhung cũng đã ảnh hưởng đến việc em ấy ra mắt sản phẩm mới để phục vụ cô chú anh chị khán giả luôn yêu mến và ủng hộ cho Tuyết Nhung. Thì Tuyết Nhung cũng đã chia sẻ về tình hình bệnh của mình. Đi khám vừa về nghe bác sĩ nói mà như sét đánh ngang tai, con bị viêm họng mãn tính rồi, nó có thể sẽ biến chứng tới khớp, có khi mỏi lưng hoặc đau các khớp gối. Đó là việc chia sẻ của Thiết Nhung về việc em ấy bị bệnh viêm họng mãn tính, sẽ có một số biến chứng phụ sẽ ảnh hưởng tới xương khớp và các khớp sẽ gây mỏi lưng và đau các khớp. Đó là việc chia sẻ của Thiết Nhung gửi đến với cô chú anh chị, những người luôn quan tâm về tình hình sức khỏe của Tuyết Nhung. Và hiện tại thì Tuyết Nhung cũng có một cái show diễn mới cùng với tất cả cô chú anh chị khán giả luôn ủng hộ, mà Tuyết Nhung thông báo đó là show sẽ diễn ra tại chùa Vạn Phước vào ngày 29 tháng 8 sắp tới đây. Chương trình đó thì sẽ biểu diễn cùng với Thiên Ngân và Juno cũng như Trường Sang và rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng như là Kim Tử Long. Đó, vì vậy đây là một cái việc mà trước đây mẹ Phi Nhung thường hay biểu diễn ở các chùa, đặc biệt là chùa Vạn Phước. Giờ đây thì đàn gà con tiếp tục các hoạt động như vậy trong cái mùa lễ Vu Lan tháng 7. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Vì vậy cô chú anh chị, những ai yêu mến đàn gà con thì vào ngày 29 tháng 8 sắp tới đây có thể ghé đến chùa Vạn Phước để xem đàn gà con biểu diễn tại đây. Đó là tình hình biểu diễn của Tuyết Nhung.
trước cái show diễn vào ngày 31 tháng 8 tại phòng trà Đồng Dao, trong cái chương trình live show Hương Tóc Mạ Non, ca sĩ Khánh Bình, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Giuno, MC dẫn chương trình đó là MC Diễm Quỳnh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.